Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt, lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhá. Mấy hôm nay rảnh rảnh thì mình bắt đầu mới có thời gian để chơi thử game Ba Quy Triệu Hoán Sư, mặc dù mình đã có làm cái video rồi nhưng mà hôm nay chính thức bắt đầu mình chơi anh em nhá. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập code luôn. Ồ, oh, phụ bộ code tháng 10 ngon lành cái nào anh em ạ. Để nhập được gift code thì đầu tiên anh em phải truy cập vào trang web là napfan.vn. Đấy, sau đó thì anh em chọn hình thức là đăng nhập nhá. Rồi, mình đăng nhập bằng Google thì mình chọn hình thức là Google. Anh em số điện thoại thì múc số điện thoại thôi. Sau khi đăng nhập được vào xong thì anh em chọn vào mục gift code. Ok luôn. Đấy, hiện tại mình đang chơi tựa game Ba Quy Triệu Hoán Sư thì nó sẽ có tựa game đây thôi. Nếu như anh em mà chơi một số tựa game khác của Funji nó sẽ uh, hiện ra một vài tựa game khác thì anh em chọn đúng Ba Quy Triệu Hoán Sư là được nhá. Anh em chọn server này. Đấy, mình chơi server 56 là mình múc luôn. Bây giờ thì mình chọn xác nhận anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy sau khi xác nhận xong thì chúng ta còn rất rất nhiều những cái cốt sự kiện này. Nhưng mà những cái cốt sự kiện này anh em cần phải click vào. Sau đấy nó sẽ có cái đường link để anh em tham gia cơ. Còn cốt chung thì đây anh em nhá. Mình sẽ ấn vào nhập cốt cho anh em xem này. Cốt đầu tiên là free vip 3 xác nhận luôn. Sử dụng những cốt thành công anh em nhá. Vip cốt thứ hai đây anh em ơi. 3 quy Thếtết vip cốt. Ok, xác nhận tiếp. Cốt thứ ba, cốt 5 trèo 3 Ok. Tên cốt hay phết. Cốt tiếp theo, Tháp phong ba quy này. Tháp phong hay thập phong gì đấy anh em nhá. Tiếp theo nữa là ba quy triệu hoán sư xác nhận luôn này. Tiếp theo ba quy triệu hoán sư viết tắt thiên tử. Ok, chơi luôn đi. Đây là cái gift code thứ bảy rồi anh em ơi. Ba quy triệu hoán sư lạp danh à. <laughs> Tiếp theo ba quy triệu hoán sư loạn thế này, xác nhận luôn. Ba quy triệu hoán sư thiên hạ anh em nhá. Gift code nữa, mừng group 5k. Group 3k luôn này. Code nữa, triệu hoán sư viết tắt 20 rồi. Triệu hoán sư 10k nữa này anh em ơi. Thêm một cốt nữa là 8k rồi nè anh em nhá. Tiếp tục là một code chung nữa, vui group 10k. Và cuối cùng cái cốt này nó có hạn giờ LS Cùi Bắp PV11 Cái này nó chỉ có hạn giờ đến 23 giờ 59 ngày hôm nay 29 tháng 9 thôi anh em nhá Như vậy là chúng ta có tổng cộng 16 cái gift code chung Trong đấy có một cái gift code là đến 23 giờ 59 ngày hôm nay là hết hạn thôi Cứ cho là 15 cái cốt đi Và ở bên cạnh đó thì có thêm 11 cái cốt sự kiện nữa Anh em hoàn toàn có thể chơi được luôn nha Thì tổng cộng là chúng ta có 26 cái cốt dành cho anh em tân thủ nào mà chưa biết nha sau khi nhập cốt xong thì anh em quay trở lại vào game vào cái mục phần thư này và chọn nhận nhanh cho mình nha. Đấy, anh em thấy nhiều code không? Ú là trời, ngon lành cái nào luôn. Ngon nhất trong cái bộ cốt chung đấy, mình thấy có 47 cái lệnh chiêu mộ này anh em này. Thì bây giờ mình sẽ đi chiêu mộ luôn để xem xem là những cái vị tướng nào nhá. À, 10 cái lệnh chiêu mộ đầu tiên này anh em ơi. Piu, cam đỏ, cam đỏ 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 rồi luôn trương xuân hoa và đây là tào phi tướng đỏ luôn anh em ạ à. À, à, thái văn cơ nè rồi luôn cam là lưu thiện còn ai nữa không ủa hoàng trung nữa này nhưng mà là mảnh à cú thế nhờ nó không phải là tướng mà là mảnh anh em ơi một hai đây cũng là mảnh lưu bị anh em nhá rồi không sao tiếp tục là mười vé nữa nào Hy vọng rằng là thần linh nhiều tướng đỏ đi Tiếp tục đỏ đi đỏ đi đỏ đi 1, 2, 3, 4 nữa này Ồ oh, ngon Đây rồi Thái sử tư luôn Ừ còn lại ba cái lần là là ba mảnh mới đau nha anh em Tiếp tục đi Tướng đỏ này 1, 2, 3, 4 Ui phát cũng được 4 tướng đỏ nhờ Hợp lý đấy chứ Ui Hàn toại đẹp vậy Tiếp tục Trời ơi lại là mảnh anh em ạ à. Lần nữa đi Lần này lần cuối cùng rồi X10 phát cuối cùng sẽ nào 1, 2, 3 Đây này Những cái phát nào mà phụt lên như thế Ui Văn xú Trông ngấu ấy Rồi Mình biết rồi Những cái phát nào mà nó phụt hẳn lên như thế này Thì mới là xuất hiện tướng Còn đâu nó chỉ là xuất hiện mảnh thôi anh em ạ Xác nhận thôi Còn 7 cái lệnh chiêu mộ nữa thôi Khi nào mình kiếm đủ X10 Thì mình sẽ đi chiêu mộ phát Thì nó mới ngon lành cái nào nha Chiêu mộ 49 lần sau mở tính năng danh sách yêu thích cái này hợp lý này anh em này ok anh em thì bộ cốt mình cũng có để luôn ở dưới phần mô tả cũng như là bình luận để cho anh em có thể là copy paste nhá và nếu như anh em muốn chơi game ba quy triệu hoán sử trên pc chơi giả lập các thứ ấy thì có thể tải link ld player ở dưới phần mô tả anh em nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo bye bye